Xin chào các cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Sài Gòn đẹp lắm. Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, ngày 10 tháng 3 năm 2024. Chúng ta sẽ cùng nhau dạo bước trên các con phố trung tâm Sài Gòn, cảm nhận được sự vắng vẻ hiếm hoi mà thành phố xưa nay vốn náo nhiệt. Dường như nhịp sống sôi động của ngày thường đã tạm dừng lại để nhường lại cho một không gian yên bình, êm đềm hơn vào ngày nghỉ. Không gian mênh mông của quảng trường đường phố được trang hoàng bởi ánh đèn lung linh, cảm giác thanh bình lan tỏa khắp nơi. Đây là khoảnh khắc lý tưởng để người dân cùng gia đình và bạn bè thư giãn, tận hưởng không khí trong lành và nhìn ngắm vẻ đẹp trầm lắng của thành phố, mang một cảm giác yên bình dịu dàng giữa nhịp sống hối hả của đô thị hiện đại. Chúng ta đang trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Bên trái chúng ta là Thảo Cầm Viên Sài Gòn, là Sở Thú. Bên phải chúng ta là khu ẩm thực sang trọng. Lộ trình của chúng ta sẽ đi hết đường Nguyễn Minh Khiêm, chúng ta sẽ ra trái Nguyễn Minh Khiêm, đi bên hông Thảo Cầm Viên Sài Gòn và tiếp tục mình đi về phía đường Nguyễn Hữu Cảnh. Mình rẽ trái bên đây. Phút này mới phân luồng lại, thì lúc trước là đi theo chiều ngược lại, đi từ hướng Sở Thú ra ngoài đường Nguyễn Minh Khai. Và khi cầu Thủ Thiêm, bây giờ là cầu Ba Son mới hoàn thành, thì con đường này đã phân luồng lại. Đây là xe buýt 50 chỗ chở khách du lịch tham quan bảo tàng và tham quan Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Saco Travel. Thảo Cầm Viên ngày cuối tuần rất là đông khách. Bên phải chúng ta là tòa nhà Petro Việt Nam. Những hàng cây trên đường Nguyễn Minh Khiêm rất là mát. Các bạn theo dõi bên phải chúng ta là trường trung học cơ sở Võ Trường Toản. Kế bên nữa là sẽ là trường quản lý đào tạo cán bộ giáo dục. Tiếp tục là ngôi trường có truyền thống lâu đời là trường Nữ Sinh Trung Vương, hiện tại là trường phổ thông trung học Trưng Vương. Chúng ta đang tiến vào đường Nguyễn Hữu Cảnh và bên phải chúng ta là tu viện dòng Thánh Phaolô. Phía trước chúng ta là trường Đại học Sài Gòn. Thì lộ trình của chúng ta sẽ đi đường thẳng đường Nguyễn Hữu Cảnh và chúng ta rẽ trái đường Tôn Đức Thắng. Các bạn nhìn thấy là đây là cái cầu Thủ Thiêm 2 và năm 2022 đã được hoàn thành và được đổi tên từ cầu Thủ Thiêm 2 thành cầu Ba Son. Mình xin nói về cầu Ba Son. Thì công trình cầu Ba Son có tổng chiều dài là 1.465m, trong đó phần cầu dài là 885,7m. Nhịp chính có thiết kế dây văng bất đối xứng với trụ thấp gồm 113m nghiêng về phía Thủ Thiêm,
thành phố Thủ Đức. Bề mặt được đặt đỡ bằng 56 bó cáp dây văng, cầu có quy mô 6 làn xe, trong đó có 4 làn ô tô và 2 làn xe hỗn hợp. Phía đường dẫn ở phía quận 1 chia làm 3 nhánh. Nhánh chính trên đường Tôn Đức Thắng dài 437m, rộng 17,5m với 4 làn xe vượt qua giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh lên Thánh Tôn, kết nối giao lộ Lê Duẩn với Tôn Đức Thắng. Nhánh L1 dài 195,5m cho làn xe chạy từ quận 1 sang thành phố Thủ Đức, bắt đầu từ công trường Minh Linh chạy dọc đường Tôn Đức Thắng cặp theo sông Sài Gòn kết nối vào cầu chính. Nhánh L2 dài 192,7m cho hai làn xe chạy từ thành phố Thủ Đức sang quận 1 chạy dọc theo cầu dẫn nhánh phía quận 1 kết nối xuống đường Tôn Đức Thắng trước nút giao Nguyễn Hữu Cảnh lên Thánh Tôn và Tôn Đức Thắng. Đường dẫn phía thành phố Thủ Đức dài 140m, rộng 36,2m, kết nối vào đại lộ Trần Bạch Đằng thuộc khu phố đô thị mới Thủ Thiêm. Các bạn thấy đây là công trường Minh Linh với tượng đài của Ngài Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Chúng ta đi tiếp đường Tôn Đức Thắng. Các bạn thấy là diện mạo của đường Tôn Đức Thắng đã được cải tạo mới, rất là khang trang và đẹp. Mình có quay clip viếng thăm công viên Bạch Đằng ngày cận Tết nha các bạn. Các bạn xem trên kênh YouTube của mình. Bên phải chúng ta là khách sạn Majestic có từ thời Pháp thuộc, từ lỗ đời rồi các bạn. Và bên phải là hàng rào dự án mở rộng khách sạn Majestic. Bên phải là khu phố đi bộ Nguyễn Huệ. Mình tiếp tục tiến vào đại lộ Hàm Nghi. Bên phải chúng ta là tòa nhà cũng của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và hiện tại thì mới thi công cũng dang dở và hiện tại cũng đã dừng lại rồi. Bên trái là đường dẫn lên cầu Khánh Hội. Chúng ta tiếp tục lộ trình, chúng ta dọc theo đường Võ Văn Kiệt. Ở phía trước chúng ta cái tòa nhà màu xám xám là trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì lịch sử tòa nhà này có từ lâu đời. Tòa nhà này được xây dựng năm 1929-1930 với tên gọi đầu tiên là tòa nhà chi nhánh Ngân hàng Đông Dương tại Sài Gòn. Năm 1957 tòa nhà được đổi tên là Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Từ tháng 7 năm 1976 đến nay là trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Trụ sở tọa lạc bên bến Chương Dương, nhìn ra bập bến Nghé, có diện tích hình chữ nhật gồm một hầm, tầng trệt và hai lầu. Bên đó chúng ta cũng là trụ sở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Khúc này thì gồm hai tòa nhà lận. Mình tiếp tục đi đường Nguyễn Công Trứ và
khu vực này thì có nhiều ngân hàng Techcombank, và các bạn thấy là phía trước là BIDV, bên trái là tòa nhà cũng đang cần kèm khách thuê, cùng bỏ hoang Vietcombank. Chúng ta qua đường nha các bạn, chúng ta tiếp tục tiến tới đường Nguyễn Công Trứ. Thì bên trái chúng ta là trụ sở của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn nào có chơi chứng khoán thì cũng biết. PNG, ngân hàng OCB, rất là nhiều ngân hàng tập trung trên đường Nguyễn Công Trứ. Rồi mình bên phải thì lộ trình của mình là sẽ đi viếng thăm bảo tàng mỹ thuật, nhưng vì bảo tàng mỹ thuật thì mình có vô hỏi là không được quay phim, cho nên mình chỉ chạy ngang cho các bạn, các cô chú anh chị và các bạn xem tòa nhà bảo tàng mỹ thuật ngày xưa. Một vòng vàng phía trước là tòa nhà bảo tàng mỹ thuật, thì đó là nhà của chú Hỏa ngày xưa. Chú Hỏa ngày xưa được gọi là Hứa Bổn Hòa, là một thương gia ngày xưa rất là giàu. Chú Hỏa tương truyền rằng từ gánh ve chai dần dần tạo nên cơ nghiệp lớn, là chủ công ty Hứa Bổn Hòa từng sở hữu rất nhiều căn nhà phố khắp khu vực Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn, đã đóng góp không nhỏ trong việc xây dựng thành phố Sài Gòn. Tuy giàu đổ nước mắt, song chú Hỏa được coi là người có tấm lòng mà thương người tới cộng đồng, không chỉ biết vun bén cá nhân mà còn làm giàu cho rất nhiều cho nền kinh tế miền Nam, trích trong Sài Gòn năm xưa của cụ Vương Hồng Sển. Ngoài các dinh thự của gia đình thì chú Hỏa còn xây dựng rất nhiều công trình dân dụng như là bệnh viện, chùa chiền. Trong số công trình được chú Hỏa xây dựng đến nay vẫn còn sử dụng như là bảo tàng mỹ thuật thành phố và khách sạn Mai Di Tích, bệnh viện Từ Dũ, trung tâm cấp cứu Sài Gòn ở đường Lê Lợi, khu nhà khách chính phủ đường Lý Thái Tổ và rất nhiều ngân hàng trụ sở kinh doanh trên địa bàn quận 5, chùa Kỳ Viên. Thì sẵn đi ngang qua nhà chú Hỏa thì mình xin kể về sự tích công ma nhà họ Hứa. Trước năm 1975 ở Sài Gòn, hãng phim tư nhân Dạ Lý Hương đã xuất bộ phim Công Ma Nhà họ Hứa, với lời giới thiệu là phim phỏng theo bi kịch xảy ra trong gia đình của chú Hỏa. Đây là bộ phim ma đầu tiên của điện ảnh miền Nam trước năm 1975. Thành ngữ Công Ma Nhà họ Hứa cũng từ đó mà ra, thậm chí kéo dài cho đến tận bây giờ với những phiên bản Con Ma Nhà họ Hứa, Con Ma Nhà họ Vương. Bộ phim phỏng theo những lời đồn trong dân gian, theo đó người ta nói rằng chú Hỏa có hàng chục người con trai, nhưng con gái thì có một độ tuổi thanh xuân, rất xinh đẹp lại ngoan hiền nên được cha hết mực cưng chiều. Một ngày kia, cô ấy không xuất hiện. Từ đó, vào những đêm khuya thanh vắng, từ trong tòa nhà chú Hỏa vắng ra tiếng kêu khóc thảm thiết. Chúng ta đang đi trên phố đồ cổ Lê Công Kiều. Các bạn nhìn hai bên khu vực bán đồ cổ, có đồ mà từ thập niên 1890 rồi 1900. Các bạn ở đây có thể thấy những cái máy hát nhạc cổ, rồi những cái vật cổ từ ngày xưa. Đó là phố đồ cổ Lê Công Kiều, một phố rất là ngắn. Rồi mình vẹo ra, mình xin kể tiếp về sự tích con ma nhà họ Hứa cho các cô chú anh chị và các bạn nghe. Thì rồi một buổi sáng, người Sài Gòn đọc báo ngỡ ngàng thấy có một tin chú Hỏa đang cáo phó báo con gái mất vào giờ trùng nên tang lễ chỉ sơ sài an táng tại khu đất thuộc Long Hải cạnh ngôi biệt thự nghỉ mát của gia đình. Tuy nhiên, hàng đêm người dân xung quanh tòa nhà chú Hỏa vẫn nghe tiếng kêu khóc thảm thiết từ trong dinh thự này,
và thấy hồn ma của con gái chú Hỏa xuất hiện bên cửa sổ. Người ta đồn rằng cô gái mắc bệnh phong hoặc bị tâm thần mà y học lúc đó không thể chữa trị được. Do đó, dù có tiền muôn bạc vạn, chú Hỏa phải bất lực nhìn con đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, rồi chết dần chết mòn. Để không ảnh hưởng uy tín và kinh doanh, chú Hỏa một mặt phải đăng cáo phó là con gái đã mất. Một mặt, ông đã lệnh cho gia nhân nhốt con gái vào một căn phòng kín nhưng vẫn chăm sóc chu đáo. Hàng ngày, các gia nhân đều đưa thức ăn cho cô gái thông qua một ô cửa nhỏ. Lời đồn nói rằng có một người thợ được mời vào trong nhà sửa chữa nhà chú Hỏa đã trông thấy việc làm nói trên. Theo bản tin, chú Hỏa đã kín đáo đưa con gái về nghỉ dưỡng tại khu biệt thự ở Long Hải, sau này là khách sạn Marlet trên bãi biển thuộc Bà Rịa Vũng Tàu, cho đến ngày cô ấy thực sự qua đời tại nơi đây. Đến những lời đồn, người ta tiếp tục đồn rằng những người làm của Tứ Thư lúc còn sống đều được chuyển tới khu biệt thự ở Long Hải để phục dịch người chết. Thời gian sau, nhiều tờ báo lá cả ở Sài Gòn tiếp tục đưa tin vì hám của người Hoa thường chôn theo người chết nhiều của cải, nên vào một đêm hai tên trộm lẻn vào quật mộ con gái của chú Hỏa và thấy quan tài trống rỗng. Một lời đồn đại khác đi xa hơn rằng chú Hỏa quá thương con gái đã qua đời khi còn quá trẻ nên đã sắm một quan tài bằng đá để hoàn giữ thi thể của con gái và đặt trong một căn phòng của nhà chú Hỏa. Nhưng ngày giỗ đầu của con gái, chú Hỏa đã sai gia nhân làm lễ cúng cơm cho con gái kèm theo với lễ vật là một chiếc váy màu trắng và một con búp bê. Gia nhân làm lễ đó cũng đã bỏ chạy khi thấy hình ảnh cô gái ngồi trên chiếc quan tài đá, tay cầm váy trắng, tay ôm búp bê và chén cơm bị vơi phân nửa. Người ta cũng nói rằng sau sự việc đó, chú Hỏa đã chôn cất quan tài bằng đá có đựng thi thể con gái một cách bí mật. Trong quyển sách tựa đề Ngôi Mộ Cổ Nhà Hứa xuất bản ở hải ngoại, tác giả Phạm Phong Dinh còn viết: cô con gái của chú Hỏa tên là Hứa Tiểu Lan mất vì bệnh nan y, rồi chôn cất trong ngôi mộ cổ cạnh nghĩa trang Biên Hòa. Từng được nhiều người thấy xuất hiện dưới dạng cái bóng trắng đi vòng vòng quanh những nấm mồ. Thực hư như thế nào thì tháng 7 năm 2006, và thành viên trong dòng họ Hứa Bổn Hòa từ Pháp về thăm lại nhà chú Hỏa, mồ mả cha ông và tìm hiểu lịch sử gia đình. Họ ngủ tại khách sạn Majestic nơi cha chú họ đã xây dựng. Một thành viên trong đoàn có tên là Eddie Hứa Bổn Hòa khẳng định chú Hỏa Hứa Quen Hứa Jean Baptiste Hứa Bổn Hòa chỉ có ba người con trai lần lượt mang tên là Huỳnh Trọng Tuấn, Tăng Hứa Hứa Bổn Hòa, Huỳnh Trọng Tán, Tăng Chanh Hứa Bổn Hòa, Huỳnh Trọng Bình, Tăng Phiên Hứa Bổn Hòa. Nghĩa là chú Hỏa không có người con gái nào cả và chú Hỏa không phải họ Hứa, nên đầy đủ theo sự suy đoán là Hứa Bổn Hòa. Mà chú Hỏa có tên là Huỳnh Văn Hoa. Giúp chú Hỏa đi là một ca hướng từ Thủ Đức tới Biên Hòa, đoạn đến gần ngã tư Bình Thuận qua một ngọn đồi rồi đổ xuống tạo thành con dốc lớn có tên là dốc chú Hỏa. Sự dĩ mang tên như vậy vì là dốc nằm sát với khu nghĩa trang của gia đình chú Hỏa, vẹo vào một con đường rất hẹp bên cạnh lò thiêu xác công nghệ cao khá quy mô là một nghĩa trang cũ của người Hoa. Trong các ngôi mộ cổ ở đây có mộ của các con cháu của chú Hỏa cùng những thành viên khác trong gia tộc. Ba ngôi mộ lớn ở đây chính là ngôi mộ của ba người con trai của chú Hỏa: Huỳnh Trọng Huấn, Huỳnh Trọng Tấn và Huỳnh Trọng Bình. Gần đó có năm ngôi mộ khác cũng thuộc dòng họ Huỳnh: Huỳnh Vĩnh Thái, Huỳnh Dương Tố Lan, Huỳnh Vương Châu Cần, Huỳnh Vương Loan Hồng, Huỳnh Vương Phục Khoan. Bà con địa phương còn cho biết có một số ngôi mộ thuộc dòng Huỳnh đã bị giải tỏa trong quá trình mở rộng quốc lộ 1K trước đây. Đó là chưa kể nhiều nhà dân từng xây cất ngay trên mấy ngôi mộ.
Chúng ta đang dạo trên đường Đồng Khởi. Phía trước chúng ta là khách sạn Caravel. Ngày cuối tuần khu vực này rất là vắng vẻ. Thường ngày thì khu vực này rất là đông xe tấp tập qua lại. Phía sau nhà hát thành phố các bạn. Khu vực này gọi là công trường Lam Sơn. Thì chúng ta thấy là công viên, là công viên âm nhạc nhà hát thành phố. Khu vực này đèn xe đèn đỏ hơi lâu. Thường thì về cao điểm cũng khoảng kẹt xe khúc này, cho nên đèn xe đèn đỏ cũng hơi lâu để cho các xe chậm di chuyển nha các bạn. Lộ trình của chúng ta sẽ tiếp tục đi dọc theo đường công trường Lam Sơn. Chúng ta sẽ băng qua đường Hai Bà Trưng và chúng ta tiến tới là đường Nguyễn Xu, và chúng ta sẽ quẹo trái đường Thái Văn Lung. Thì xanh là mình đi thôi. Đây là đường Nguyễn Xu. Chúng ta vừa đi ngang bên phải chúng ta là shop của nhà thiết kế Thái Công. Bên trái chúng ta là công ty điện lực. À, những chung cư cũ các bạn thấy có những trang trí cũ của ngày xưa, dấu vết những cái cửa gỗ vẫn còn đó. Mình về qua đường Thái Văn Lung. Khu vực này rất là nhộn nhịp vào buổi tối. Mình cũng có clip quay dạo khu vực này vào buổi tối. Các bạn nhớ lật xem trên kênh YouTube của mình. Trên đường này thì tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn, cũng là khu phố của người Nhật. Phía cuối đường Thái Lung này thì đó là bệnh viện Nhi Đồng 2, là bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, trẻ nhỏ trong khu vực này. Thì tại thành phố Hồ Chí Minh có hai bệnh viện là bệnh viện Nhi Đồng 1 và bệnh viện Nhi Đồng 2, và hiện tại cũng có thêm một bệnh viện Nhi Đồng ở quận Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Nhi Đồng mới xây rất là lớn các bạn, có căng tin lớn, có các thương hiệu cà phê nổi tiếng cũng tập trung trong bệnh viện Nhi Đồng ở Bình Chánh. Chúng ta đang trên đường Lý Tự Trọng. Đường Lý Tự Trọng là đường cũng rất là từ lâu đời, có những hàng cây xanh rợp bóng mát. Rồi đèn xanh rồi, mình rẽ trái vào đường Chu Bình Trinh. Thì đường Chu Bình Trinh này thời xưa mình nghĩ đây là một khu vực đồi. Các bạn thấy đường xá lên trên cao. Rồi phía bên phải chúng ta là có những cái khu vực mà tòa nhà, những cái nhà xây trên cao. Các bạn đi chú ý bên phải chúng ta. Chúng ta vào phải vào đường Nguyễn Trung Ngạn, và chúng ta tiếp tục đi thẳng đường Nguyễn Trung Ngạn. Chúng ta sẽ về phải ở đường Tôn Đức Thắng, rồi mình sẽ đi về phải lại đường Lê Thánh Tôn. Mình quay con đường Lê Thánh Tôn cho các bạn theo dõi. Thank you.
khu bên trái chúng ta sẽ là khu phố Nhật. Các bạn thấy clip lúc trước mình quay trên kênh YouTube của mình rất là nhộn nhịp vào ban đêm. Hành trình dạo quanh khu phố trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, những con đường quen thuộc của các cô chú anh chị và các bạn, những con đường ở trung tâm như Thánh Tôn, Lý Tự Trọng, đường Đồng Khởi, đường Nguyễn Huệ, đường Tô Thắng của kênh Sài Gòn Đẹp Lắm đến đây là tạm dừng. Xin cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn theo dõi. Các cô chú anh chị và các bạn nhớ bấm chuông để khi có clip mới sẽ hiện lên để thông báo cho các cô chú anh chị và các bạn xem. Xin chào tạm biệt mọi người.